Lữ khách 24 giờ, một chương trình truyền hình thực tế với những trải nghiệm đặc biệt dành cho các nghệ sĩ, những người nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trước khi bắt đầu thử thách, không thể quên những vật dụng đồng hành cho chuyến hành trình: một sim điện thoại, một mũ bảo hiểm, một xe đạp Jingwin Garmin Thermax để họ thêm tự tin và 50.000 đồng. Bằng chính sự nhạy cảm, óc hài hước và khả năng thích nghi, mỗi nghệ sĩ phải đi tìm địa điểm thử thách, sau đó hoàn thành thử thách trong thời gian được quy định. Đi không nổi nữa vì đau lưng quá. Trời ơi, sợ quá, không đạp chân nó đâu. Ôi xôi, khủng khiếp quá. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nghệ sĩ phải xin để được ở trọ qua đêm trong nhà một người dân và trải nghiệm cuộc sống mới lạ ở đó. Chị em muốn nhờ chị giúp đỡ cho em ngủ qua đêm ở đây một đêm á. Hãy cùng chờ đón những điều thú vị bất ngờ chỉ có trong chương trình Lữ khách 24 giờ. May mắn khi vừa rời ghế nhà trường, chàng diễn viên trẻ Âu Tần Quang đã liên tiếp nhận được những vai diễn nặng ký trong các phim truyền hình. Đến với một chương trình truyền hình thực tế, anh chàng không khỏi bồi hồi lo lắng, không biết các thử thách gì đang chờ đón mình. Chào mừng anh đến với Lữ khách 24 giờ. Không ồn ào vội vã, nhưng Huyền Trang đã âm thầm tiến rất nhanh trên con đường người mẫu, từ danh hiệu quán quân cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu, rồi đến người mẫu xuất sắc nhất châu Á. Không dừng ở đó, cô đã tự mình tìm kiếm cơ hội trở thành người mẫu quốc tế tại New York. Làm người mẫu cũng cần chút bay bổng, đó là bật mí riêng của Huyền Trang khi nói về bí kíp giúp cô tỏa sáng. Chúng ta hãy cùng làm quen với cô gái trẻ này nhé. Trải qua hai thử thách, mỗi lữ khách đều chỉ nhận được một lá cờ của chương trình. Nhưng những gì mà các lữ khách đã trải qua là những trải nghiệm đầy thú vị với mỗi người. Bây giờ mời quý khán giả cùng theo chân Tần Quang và Huyền Trang đến với thử thách thứ 3, xin ở trọ. Bây giờ bạn hãy xin ta túc qua đêm tại một ngôi nhà bất kỳ nằm tại ấp 7 xã Tân Tây. Ấp 6 xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Bạn không được lấy lý do tham gia lữ khách 24 giờ để xin tá túc lại. Buồn ngủ quá. Có lẽ do cả ngày tận dụng khá nhiều sức lực để hoàn thành hai thử thách đầu, nên lúc này chồng Tần Quang khá mệt mỏi và buồn ngủ. Không biết người ta có cho người ta đuổi đi nữa. Sao toàn thấy đồng lúa không có nhà đâu hết. Nhà đông. Đông dám xin. Không vòng vo mà cả hai lữ khách đều chọn phương pháp đi thẳng vào vấn đề, vì lúc này trời cũng đã bắt đầu tối. Dạ cô ơi, mà con anh đi làm phim á, là tối nay không có chỗ ngủ á, con muốn xin con ngủ lại một đêm có được không ạ? Nè em ở đâu? Dạ con ở trên Sài Gòn nè cô. Để chờ ông gì? Đi về giờ này cơm nước đâu chưa? Dạ tụi con có ăn nhẹ quá rồi cô. Ăn thì lát nấu cơm chiên ăn. Dạ vâng. Thôi cô, để lát nữa có gì chú quay lại con quay lại nha, con cứ đi vòng vòng đây nha cô. Có gì lát con quay lại nha cô. Chị ơi, em có một cái chương trình em đi qua đây mà trời tối mất rồi nên là em muốn hỏi chị là có thể cho em hỏi nhờ đêm nay được không ạ? Em đang tham dự một chương trình truyền hình, không biết em có thể hỏi chị về một số thông tin được không ạ? Tuy nhiên, cả Tần Quang và Huyền Trang đều bị từ chối ở ngôi nhà đầu tiên. Ở ngôi nhà thứ hai, có lẽ cô muốn thăm dò thái độ của mọi người trong nhà trước khi ngỏ lời xin nghỉ lại qua đêm. Em muốn hỏi anh một số thông tin liên quan đến ấp 6 thôi ạ. Không biết thì mọi người đang làm công việc gì ạ? Các con nhà mình có trồng cây hay là có làm gì thêm không ạ? Trồng rau. Em muốn đi qua để khảo sát một số thông tin ấy. Cảm ơn anh chị. Em chỉ thế thôi ạ, chỉ hỏi thế thôi ạ. Cảm ơn anh chị. Chào anh chị. Ở đây ít nhà quá à. Tình trạng bây giờ là không thấy nhà đâu, chỉ thấy giường không à. Không ổn rồi. Chồng Tần Quang khá lo lắng vì khu vực này hơi ít nhà mà trời thì đã tối. Dạ con chào bác ạ. Dạ bác, con hôm nay con đi quay phim nhưng mà đoàn con về không kịp, con xin bác ngủ lại đây một đêm được không ạ? Bữa nay ở nhà có khách đông lắm, không ở được. Dạ vâng. Nhà có khách rần rần. Dạ cảm ơn bác nhiều. Phải chứ ngày thường thì cho ở được. Dạ cảm ơn bác. Dạ, chào anh, em xin anh ngủ thêm một đêm để được không ạ? Nhà mất công chuyện lỡ dở lắm rồi, đi dài dài thôi, có mấy nhà không có, khi nó không có thích á. Dạ, dạ bạn, dạ bạn, cảm ơn anh.
anh xin ngủ ở đây một đêm được không em? Sự lo lắng càng lúc càng tăng khi Tần Quang liên tục bị từ chối ở ba ngôi nhà kế tiếp. Chồng anh chàng khá hoang mang khi không biết đêm nay sẽ được dừng chân tại ngôi nhà nào. À, con chào bác, vì buổi tối quá rồi con đi qua đây là con muốn bác hai bác cho con ở nhờ một đêm được không ạ? Đi ra chú ấp hả? Rồi, con cảm ơn bác. Tình hình của Huyền Trang cũng chẳng khả quan hơn so với người bạn đồng hành. Có lẽ đêm này sẽ rất dài đối với cả hai lữ khách của chúng ta. Có ai ở nhà không ạ? Con chào bà. Tối vậy con? À, vâng, vì con làm chương trình từ sáng đến bây giờ mới xong. Hoặc bà có thể cho con ở nhờ đêm nay được không? Thì nếu bà đồng ý thì con cảm ơn bà. Vậy bà cũng không biết nữa, hai chồng nó mới đi bỏ đồ chưa về nữa nè. Khi nào về ạ? Chút nữa à, chừng chắc tiếng hồ nữa nó về. Để nó về coi đụng chứ gì ở nhà. Dạ anh chào cô ạ. Con muốn xin cô cho con ngủ ở đây kém một đêm có được không? Con đi về Sài Gòn không kịp ạ. Có cái à, em không ngờ, không ngại gì. Nhà nó cũng chật chội thì nó không ngại, không ngờ được. Một lời như cởi tấm lòng, sự đồng ý của anh chị chủ nhà như tiếp thêm sức mạnh cho Tần Quang. Chúc mừng Tần Quang. Em bao lâu mình mới hoàn thành được một cái tủ thờ này chú? Anh em 60 người đó. Ví dụ một cái tủ tập trung làm có thể là một ngày tới hai ngày xong. Hôm nay thì nó ngay thì nhà của chú á, dạ. Rằm thì nó bắt máy móc rồi nó quặn rộn á. Dạ vâng. Nó quay phim hay hoặc nói chuyện thì nó nghe nó không rõ thì dạ. Chú giới thiệu bên đây nhà của ông anh của chú. Dạ chú giới thiệu. Do công việc đóng tủ thờ khá ồn nên Tần Quang được giới thiệu qua nhà chú Lan, anh trai của chú hai đề nghị. Dạ em chào chú. Vinh nội với hai. Dạ anh chào cô. Dạ cô, dạ. Con bên chương trình con quay phim á nhưng mà con không về kịp Sài Gòn. Con xin cô tá túc một đêm được không? Dạ. Cảm ơn con. Em chào chị. Tại vì em đang làm một cái chương trình truyền hình thực tế thì em có đi qua đây để mà thăm cái cuộc sống hàng ngày của người dân ở ấp 6. Nhiệm vụ của em là hoàn thành là phải xin phép là cho một cái nhà người dân ở đây đồng ý cho mở nhờ một đêm. Thì mới hoàn thành cái công việc. Không biết là chị có đồng ý cho mở nhà một đêm không? Chứ em đấy. Thằng em nó chưa về. Mình cũng mênh mông đó. Mấy người? Dạ chỉ có mình con. Thì cũng tùy, em chỉ hỏi thăm chị thôi. Nếu mà chị cảm thấy thoải mái thì chị đồng ý cho mở. Còn nếu mà không thì em lại đi xuống với kia em hỏi tiếp. Bởi vì lúc em cũng hỏi mấy nhà người kia nhưng mà chị ơi, ở đây là mọi người, tất cả đây mọi người đều trồng ngò hết ạ? Trồng cải, trồng gà, trồng rau cần, trồng rí. Chị bán lẻ ở chợ hay là chị bán tập hợp lại tất cả mọi người? Bỏ mối. Lái, mua nguyên đám mình á. À, cả một đám xong rồi nó nhổ nó đi. À. Ở ngôi nhà thứ tư, Thành Công mỉm cười với Huyền Trang. Bây giờ thì cô có thể thở phào nhẹ nhõm vì đêm nay cô đã tìm được điểm dừng chân cho mình trong một ngôi nhà đầy tình thân ái và hiếu khách. Chương trình người ta kiểu như đi ấy rồi xin ở lại sẽ đừng quay phim à, ở lại được không có gì á, tới đây thì cũng vẫn bình thường cô trong cái chính nhà xác, đây chính xác ạ. Chị cô nhà đây không có gì đâu ạ, cứ mình như mọi người như bình thường thôi ạ. Chú Chín Thạnh và cô Hà càng ngày buôn bán ngoài chợ bằng chính những sản phẩm do cô chú tự tay vun trồng, những luống rau xanh mướt và tươi ngon như thể hiện sức sống dồi dào chú phú dành cho bất cứ người con nào chọn mảnh đất nơi đây an cư lạc nghiệp. Ngôi nhà do cô chú xây dựng nên luôn ấm áp và tràn ngập tình yêu thương, luôn dang rộng vòng tay chào đón những lữ khách từ phương xa đến. Mấy này là con khô rồi con? Khô cái nhám á. Nhám xà mà rồi nướng rồi mới cạo ra. Phải cạo rồi. Cạo ra xong rồi mới nấu canh chua nó mới mềm thôi mà. Do gần biển nên thức ăn phổ biến của người dân ở đây là các món cá và mực phơi khô. Anh chàng nhanh tay xông xáo vào nướng ngay một con mực. À, gần biển. Ngon quá cô ơi. Bữa tối chỉ có ba người là chú Lan, cô Rỉ và Tần Quang.
Thế nhưng không khí vui vẻ, giòn giã tiếng cười đã khiến như những bỡ ngỡ ban đầu được cởi bỏ. Đúng rồi, mình ăn luôn chứ không có bán đâu mà. Bán chút đỉnh nè. Bán chút đỉnh. Ở nhà con đông rồi cho đứa này ăn đứa kia ăn. Lúa nhà mình được mấy mẫu vậy? Làm có ba mấy sào à? Ba con mấy à? Chú Võ Hoàng Lan và cô Phan Thị Rỉ đã có với nhau 6 người con, 5 trai và 1 gái. Các con của cô chú nay đã lớn, hầu hết đã ra ở riêng. Nhưng ngôi nhà của cô chú không lúc nào vắng tiếng cười bởi tính tình cởi mở, vui vẻ của các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, công việc trồng ớt đã đem lại không chỉ nguồn thu nhập cho gia đình mà còn mang lại niềm vui cho cô chú khi tuổi đã cao. Dạ. Con xin. Có gì à, chú ăn chú ăn. Ăn cho vui chú. Dạ, thôi được đấy rồi mà. Chị, đấy cũng cái tự nhiên, phải không? Đến gia đình này cũng rất là mừng rồi, phải không? Đi bán về là nói chung ra là thấy cũng hơi lạ, đâu biết đâu. Phải không? Đúng rồi. Anh thì kêu không còn gì hạnh phúc đây bằng chính khi được mọi người trong gia đình đối xử với mình như con cháu trong nhà. Em chào chị, em là người của chương trình em là người của chương trình truyền hình đến đây xin ảnh chị một đêm. Em lúc nãy em có nói chuyện với bà xong có xin phép anh thì mọi người cũng đồng ý, thì không biết là chị có đồng ý cho mở lại không. Ủa mình lấy vậy xong mình vẽ lên hay sao chú? Có chị mình vẽ mới gỡ này ra. Công việc làm tù thờ không chỉ đòi hỏi sự khéo léo mà còn đòi hỏi ở người thợ sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Tần Quang nhìn chú hai làm với ánh mắt đầy khâm phục. Đây là cái công đoạn mà mình dán xong rồi mình mới em biết bích chì nên xong mình mới đục lọ mình dán này vô sau luôn chú. Cái này mình dán tạm này đúng không ạ? Cái này dán tạm rồi mình mới lấy cái chì đó mình dán theo cái đường nè. Gạch cho nó xong phui hết mình mới lấy mũi mình cạy ốc ra. Chú làm sao mà cắt được ra mấy cái hình hoa để cho nó bằng nhau, bằng đều nhau? À, chú có cái mũi chú tách chú vào. Chú xin cung với con này chú. Dạ, hai cục luôn chú. Dạ đây nè. Dạ đây, hai cục luôn. Dạ, cảm ơn chú. Chú tôi đẻo không? Ở đây là làm xong, tạm xong rồi đó. Giờ mình bây giờ mới điêu khắc nè. Dạ. Ủa cái vỏ ốc này là nó bè vậy hả chú? Nhưng mà nó chú tặng nó vô đây. Nguyên con ốc nó sấn vậy nè. Rồi tên cái chỗ người ta mài, người ta cắt ra. Cắt bè ra đúng không? Từng mảng một vậy. Chắc cái này có đồng 10 năm không được chú ơi. Giờ là xong cái này mình chỉ dán vô là mình xong rồi đúng không chú? Còn cái sơn đen á mình mới quẹt lọ, mình mới tha vô bắt đầu nó mới xuống cái đường điêu khắc mình. Dạ. Rồi nó mới nổi lên. Rồi. Việc làm cái này kỳ công quá hả chú? À? À, như vậy là xong đó, mình tỉa này ra là xong phẩm xong rồi đó. Ghê. Cái định này là anh gốc ít nhiều lông nhiều quá. Ít nó vậy đó, mình nhiều chung. Gốc ít là có lòng. Bữa cơm với đông đủ các thành viên trong nhà, ngồi quây quần bên nhau, cùng chia sẻ và kể những công việc trong ngày đã xóa đi những khoảng cách giữa chủ và khách. Huyền Trang cũng say sưa kể cho mọi người nghe về những thử thách mà mình đã trải qua. Thử thách của bọn em ấy là có hai người em, một anh nữa cơ, nhưng mà anh ấy đang ở ấp 7, em đang ở ấp 6. Trong tờ giấy phải tự đi tìm nhà làm tủ thờ truyền thống Hai Á. Sau này là hỏi về cách làm tủ đồ. Buổi chiều thì cũng cái xe đạp đấy, phải đi xin một bông hoa này, đến nhà mà tìm nhà có hoa ấy, đi xin bông hoa này, đi xin một cân chanh này, đi xin nửa cân rau mùi thơm này, rau thơm ấy. Cuối cùng là đến một nhà mà cái anh mà muối củ cải trắng ấy, con và cái anh kia thi nhau xong ai làm nhanh hơn, gò được một cân thì anh kia làm nhanh hơn con một tí thì anh thắng, anh được muốn cờ. Alo Trang à. Lúc này hai người bạn đồng hành cũng muốn biết tình hình của em nhau. Em ở phương trời nào rồi? Em đang ở ấp 6, một anh với cả là có cái bác, mà bác có 10 đứa con. Hôm nay mọi người ăn cơm ở đây chung vui lắm. Anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi, anh ăn ở bên đây luôn rồi, em ăn chưa? Em đang ăn cùng mọi người này. Thế à, bây giờ mới ăn hả? Em xin được tá túc được lâu chưa? Em cũng xin cái khoảng một tiếng để xong ngồi nói chuyện với mọi người, xong rồi cũng
làm một số thứ kiểu linh tinh, nhưng bây giờ thì ăn cơm. Ok vậy nha, có gì mai gặp em. Okay. Bye bye. Mai gặp em luôn này. Bây giờ đánh cái này lên đẹp quá, nó thấy được nè. Cẩn đó, nhìn cẩn của thằng em mà nó cẩn á. Ờ, cái cây nó liền đó, mới đục vô, mới gắn ốc vô, rồi mới tỉa tách ra hình cái đồ. Quá trời kỳ công quá. Thường thường một cái tủ này đóng cỡ mấy tháng xong. Tủ hồi trước á, nếu mà ở là bộ là 1,5 tháng. Giờ á, cây cối nó hơi nặng, người làm món, làm máy móc thôi. Đừng để là sao? Thì bà đây là từ nhỏ bà ở đây luôn đúng không? Bà là dân gốc ở đây đúng không bà? Gốc ở quê Hòa Xài, tỉnh Trung. Qua chia sẻ của anh Thạnh, Huyền Trang hiểu thêm về công việc làm rẫy của người dân nơi đây. Chung đây làm là nhà trồng rẫy thôi. Vì hơi nó trúng ngồi trồng lâu cần, trúng này kia nọ, nhà nó nói là ruộng nó có cá nổi không? Thì những công đất trồng 2 tháng trời cũng kiếm 30 triệu, 10 triệu, mấy triệu cũng có. Cũng hên xui thôi. Nhưng mà lúa thì không được đúng không? Lúa thì không có nhiêu. Ở đây thì kêu gò, mà chỗ khác kêu rẫy. Rẫy? À, hôm nay trồng gò, trồng gò rẫy. Cái đất mình nó ruộng vậy. Thì mình xe đất lại này lên cho nó cao, cao là mới trồng. Trồng gò nó cũng nhàn hơn đúng không? Nó cực hơn. Cực hơn à? À, cực hơn cả ruộng cơ. Cực hơn ruộng. Sau một ngày lao động vất vả, bây giờ cả Tần Quang và Huyền Trang tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon. Quang bắt đầu buổi sáng của mình bằng việc ra rẫy nhổ cỏ và tưới ớt. Nhìn anh chàng cũng ra dáng là một người làm vườn thực thụ. Ớt thường thường mình trồng mấy tháng mình thu hoạch được chưa? Ớt trồng tới 4 tháng rồi. Như mấy cây này ra trái vậy chứ cả tháng mới thu hoạch. Táo à, đẹp quá. Trong khi đó, Huyền Trang thì lại hái rau. Những luống rau xanh mơn mởn đang chờ người hái trông thật hấp dẫn. Rồi bà trồng có lâu không? Trồng có 1 tháng mấy. Mình mang rau đi đâu bà? Mang chợ bán. Là tí nữa hai vợ chồng anh ấy về nhà lấy rau à? Dạ, hái ra ngoài này nè. Thẳng ra đây chút xíu à. Thẳng ra gần tới cái cầu á, cái có cái đám đậu hái nhà chồng anh. Trong cái rau này thì bà có vất vả không? Bà phải tưới bón thì nhiều không bà? Ít, này cái giống này không có ao phân đâu. À thế á. Sau một buổi sáng bận rộn với công việc đồng áng, bây giờ là lúc mọi người có thể nghỉ ngơi một chút để hàn huyên bên ấm trà nóng. Buổi sáng ở đây yên tĩnh rồi. Chung quanh đây là giáo viên mà. Giáo viên. Mấy nhà bên giáo viên ra sáng thấy nó yên tĩnh. Như ở đây cũng như họ hàng nhà mình nhiều đúng không? Anh em nhiều đúng không? Đúng rồi, nguyên cái khu ở dưới này bên họ hàng gia đình thì chung muốn chiếm muốn gần hết. Dạ. Buổi sáng là chú đồng hay không chú? Bây giờ sáng thì chú ra thăm ruộng với ra là vườn ớt đang tưới gò ớt rồi. À. Thì ngày nào cũng ớt thì ngày tưới cử. Dạ, hồi nãy con tưới gì mà tưới chưa được. Lâu lâu rồi chú đi thành phố chơi lên mấy nhà bà con đó thì nói chung lên trên ở thì nó, mình thấy nó gò bó. Nó gò bó đúng không? Chặt hàng. Cổ thì nó ồn ào. Vô ở rồi cái nhỏ ở nhà ở luôn trong nhà mới đi ra là nhà cửa đông đúc. Thường thường mình học bao nhiêu năm mới được ra nghề cẩn này được rồi chứ? Hồi trước mà học thành nghề á, người nào lẽ thì 5-7 tháng một năm, 2 năm cũng có. Dạ. Còn bây giờ xài máy đục á, thì trong vòng nó vô 1 tháng là đục được rồi.
Hết này xong có về nhập thêm đồ để bán không? Chợ đó rồi lên Hồ Công mới lấy dưa leo, hoa, tây đồ bán chợ đó. À thế. Tạm biệt vị chủ nhà hiếu khách, Huyền Trang không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng. Chú nói là anh đi rồi, thì em nói chuyện với bà một lát, xong rồi em tặng quà cho bà, xong em đi về. Đi về thì có chắc có lúc khi anh về thì em về mất rồi, nên em chào anh trước. Đây là Bobomin single của chương trình ấy, anh cầm lấy anh có thể ra. Đến đây thì lát anh cũng chúc mấy em về khỏe không? Vâng ạ. Vậy cho em gửi lời chào chị luôn ạ. Rồi rồi, cảm ơn nhiều. À, bây giờ cũng đến cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc phải nói lời chia tay. Anh chú là ông cho con tá túc qua đây một đêm mà con biết là con biết cảm ơn gia đình đón tiếp con như vậy, mà con có món quà đây là của chương trình muốn dành tặng cho gia đình chú. Cảm ơn bà đã cho con ở nhờ đêm qua. Cả không có gì, giờ vui vẻ được rồi, đâu có gì con. Không có gì thì con đi thôi, bà lại và giữ sức khỏe nhá. Thì nếu có gì thì con lại về đây thăm bà tiếp. Con có món quà con tặng gia đình ạ. Con muốn gửi một đá có chữ lẻ. Chúc gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc và luôn luôn đạt được mọi thành công mình muốn ạ. Chú cũng thay mặt gia đình chúc Quang nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Dạ con xin cảm ơn chú. Con bắt tay ông. Dạ cảm ơn. Cầu chúc Quang được đầy đủ sức khỏe theo nghề nghiệp tiến triển. Dạ cảm ơn ông ạ. Con mang biếu bà đây là ít dầu nóng thì bà bị khớp thì bà có thể môi. Còn bà có thể mang tặng người bà hàng xóm xung quanh cũng được. Thì có chúc quà bà nhận lại con với ạ. Con muốn... bà cũng không có gì chúc lại con vậy, chúc cho con đi gặp nhiều may mắn vậy ha. Vâng ạ, vâng. Bà cầm cho con nhé. Đây là kẹo sinh gum bà cầm lấy bà cho các cháu. Dạ em tặng chị kẹo. Để cảm ơn em. Cầm cao lên. Cảm ơn em. Dạ, cái này trái có gì con cảm ơn và con xin phép con đi. Có gì chung ở nhà giúp bà nhé. Có gì gặp lại em sớm. Cố gắng lên. Dạ con xin phép ông, con xin phép chú con đi luôn nè. Dạ cảm ơn. Chú. Tạm biệt vùng đất Tiền Giang, tạm biệt những con người trần chất hiếu khách nơi đây. Những dấu chân đã in nơi đây sẽ còn mãi. Những nụ cười, những ánh mắt cứ lưu luyến mãi người ra đi. Đầu tiên thì cũng bỡ ngỡ. Thì chương trình lữ khách 24 giờ của HTV7 thì nói chung tôi cũng có xem qua. Thì xong xuôi thì tôi cũng nhất trí là cho là Quang là tá túc trong đêm. Quang thì tính cách thì cũng hòa mình với trong gia đình. Tính tình thì cũng hoạt bát, vui vẻ. Sau khi một đêm ở nhà anh Chín thì Trang thấy được cái tình nghĩa gia đình nó chỉ sâu đậm. Và qua đó thì Trang cảm thấy như là mình cũng mở lòng hơn với bà con cô bác, cũng như là Trang nghĩ sau này Trang cũng sẽ mở lòng hơn với mọi người. Bởi vì thực sự khi mà nếu mà mỗi chúng ta đều coi trọng tình nghĩa thì cuộc sống có lẽ sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều. Hello. Rồi hành trình của em sao? Sao đem về ớt nữa? Tại vì nhà anh có trồng ớt và trồng cả gừng. Em đã xin một cái ớt về trồng. Sau chuyến đi này em học hỏi được những gì? Sau chuyến đi này em thấy có cái nhìn rộng hơn về mọi thứ, về công việc của mọi người và về cả những làng nghề truyền thống nữa, không riêng gì tủ thờ mà ở những nơi khác em nghĩ rằng là cũng sẽ có những cái nơi lưu trữ giữ những cái giá trị truyền thống như vậy. Sau chuyến đi này em muốn cảm ơn những người dân ở Gò Công đã rất nhiệt tình giúp đỡ cho tụi em trong những thử thách mà tụi em cũng phải vượt qua. Và bây giờ hành trình của Huyền Trang và Tân Quang đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Giúp cho mình bài đi. Hành trình mới của lữ khách 24 giờ sẽ có gì mới? Những thử thách gì sẽ tiếp tục thu hút khán giả đến với chương trình? Khó nha.